Con số 72 cho cái số phức giác này thì số phức giác trừ 1 có phần ảo là gì? Giác mũ trừ 1 là nghịch đảo của giác, tức là 1 phần giác đó. 1 phần giác nó bằng gì? Là 1 phần A cộng BI. Thì này nó đi tìm cái phần ảo của số phức này thôi. Giác mũ trừ 1, giác mũ trừ 1. Đó, thì mình nhân lượng liên hợp của cái thằng mẫu này thì tử của chúng ta sẽ là A trừ B, BI chia cái mẫu là A bình trừ A bình cộng đi đi B bình phương ha. Cái này thì quá dễ rồi, ai ai cũng biết là đúng không? Rồi bây giờ hỏi cái phần ảo của nó là gì, là trừ B phần A bình cộng B bình, trừ B phần A bình cộng cộng B bình. Đấy, phần ảo nó chia xuống thôi, đơn giản hen.